Đó lên tao rồi. Trời ơi, quà của tình yêu đổi bằng bàn tay của mẹ. Mẹ ơi. Ơ kìa, Thủy Tiên. Ông đừng gọi tên tôi bằng âm thanh trìu mến nữa nữa. Ông là một tên tư cướp giết người. Không. Ông đã lừa dối tôi. Và vừa là tình yêu trong trắng của đời tôi. Thủy Tiên, em nói gì? Em nói gì mà anh không hiểu Thủy Tiên? Đừng đóng kịch nữa. Ông hãy giữ chiếc nhẫn hột xoàn 11 ly đó. Chiếc nhẫn hột xoàn. Và nến như sẵn. Sao? Giữ tôi vào mai chữ yêu thương. Thủy Tiên. Thủy Tiên, ông là con thú hay con người? Lấy bàn tay của người đuổi chúng tình yêu. Thủy Tiên ơi, em dần cơn nóng giận, anh vẫn là anh, dần dần rất hiền lương. Nghe lời ai em kết tội nặng nề. Thật là tội nghiệp cho anh. Chuyện mẹ em bị người ta ám hại, anh sẽ tìm ra vạch mặt kẻ hung đồ. Anh xin em chớ quá nghi ngờ mà tội nghiệp cho anh. Tôi muốn em càng chạy chối quanh co thì càng lộ ra tính tuần gián quá nguy hiểm. Vì khi đối mặt cùng ông tôi đủ chân lý một quán tòa tạm chấn tên tuổi vang thì đừng đừng. Đừng nói chi tim những lời đường mật để tiếp tục ru tôi vào trong cơn đam mê điên loạn. Khi tôi giữ tôi vọng chỉ còn một con đường duy nhất là đường ông đi đường tôi bước nơi ngã. Chỉ lấy ai phương trời lấy biệt ông bước vào trong cơn đam mê điên loạn. Còn tôi đem bước đau thương mà nghe triệu nặng. Thủy Tiên, em hãy bình tâm nghe anh nói. Anh không hại mẹ em, nhưng mà em có biết là em sắp anh sắp điên loạn rồi không Thủy Tiên? Trời ơi, còn đau khổ nào ơn mộng bảo tôi dằn cân bi phần ông bên nay đi qua những hành vi tội ác đi cố cho tôi đi mỗi duyên xưa chờ như chiếc lá nhẹ bỏ thành xanh đi chào má ngồi thề. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiên. Ông đừng nói gì nữa ca. Không. Xin dịch Thủy Tiên. Khoan. Em hãy bình tâm. Bình tâm nghe anh nói. Thủy Tiên. Thủy Tiên ơi. Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao? Gặp gỡ chi rồi thoáng cửa chim bao. Tình anh như áng mây cao, tình em như ánh trăng sao. Cớ sao mình chẳng được gần? Thì em đừng dối giá ra đi biến thành cơn bão cuồng xoay đời anh vào cơn gió giang hồ. Tình ta đang im như mặt hồ phẳng lặng, ai nỡ cái chi sông gió ba đào. Nếu em nghĩ anh là một tên tội phạm thì anh sẵn sàng quỳ xuống đây chết trước mặt em. Thủy Tiên ơi, cuộc đời anh lận đận lao đao, dội mất tình đời bằng lãnh lùng ác càng. Tình yêu của em như giọt dành dương kỳ diệu, tươi mát lòng anh nghe phơi phới tình nồng. Trời ơi, lời đường mật chia dương, Thủy Tiên lòng gian dối, tôi thù anh. Lần Thủy Tiên, tôi đã lầm tin một kẻ yêu hẹn, nghe cay đắng buốt tê đầu lưỡi. Thủy Tiên ơi, những lời kết án của em như ngàn dao nhọn, anh nghe rã rồng như đã bị phanh thay. Anh không hề suy nghĩ của em, anh vô tội thì làm sao nhận tội chứ? Trời ơi, một kiếp gió sương nửa đời ngang dọc, khuấy nước dọc trời, chưa từng đúng sợ trước hiểm nguy. Tiên ơi, em không tin anh sao lầm anh chân thật. Anh không muốn em hiểu lầm để rồi tan vỡ tình ta. Thủy Tiên ơi, còn gì đau đớn xót xa, nhìn em rưng rưng lệ, anh trào sôi căm. Trước khi anh và em chia tay mỗi người đi một ngã, anh muốn hỏi em, ai? Ai là người tố cáo anh chặt tay của mẹ em? Nói! Đó chính là ai? Bầu xô Văn Cường. Văn Cường? Phải. Thôi, Văn Cường, tôi không muốn nói với ông nữa. Tôi không muốn nói với ông nữa. Đứng lại đó. Hả trời ơi, Văn Cường, hãy chờ đó. Trời ơi, ông căng mà mặt ông hài dễ sợ. Còn nữa. Hãy chờ đó. Nãy em đang hát chưa, nãy em đang hát cái anh nào lên giật micro nhém em quên luôn trời. Đang lên em còn... đúng rồi, đang lên em còn. Anh nói nhỏ này hát nhép. Nãy nhém đâu quên luôn. Đúng rồi, đâu có nhép đâu ăn.
xém. Rồi cảm ơn em hát thiệt không có nhát ngang. Tía, tía bớt y cô giùm con tí xíu, xíu tía. Tía ơi, ngày mai con xa tía thiệt rồi tía ơi. Con đi lấy vợ rồi, không biết tía ở nhà. Tía heo hút có mình à, ai lo? Ai lo cho tía? Chỉ còn có đêm nay thôi à, con uống với tía ly nghe tía. Tía, con uống với tía nè. Ở nhà có mình con là giống tía nhất thôi. Còn nhiêu toàn là gái không à. Có hai cha con mình làm bạn à tía. Bây giờ tía uống trước đi. Đó đúng rồi. Tía uống nhiều vô tía. Ơ trời ơi, má ơi tía còn mạnh hơn tôi nữa trời ơi. Má ơi, tía làm gì đâu một ly đầy nhóc mà tía làm một cái áo chịu nổi tía. Thời đất ơi, gặp bạn tôi thiếu rượu rồi sao này, cái này chắc lấy kim bơm trực tiếp chứ không sao. Hai mình nè. Một ly luôn hả tía? Dạ. Tía ơi, người ta thường nói phận gái là 12 bên nước. Chứ còn thân trai của con nó giống tía, cho nên nó vô bên đô bà. Tía đã nuôi con nên dốc nên hình, hai mươi mấy năm trời tía cứu mang quảng dường, chưa một ngày con đền tạ nghĩa ân. Mai mốt đây con đi làm rể là cả cuộc đời trai trắng trong trắng trao trọn cho người ta. Để tia cô đơn khi bóng xế tuổi già, ai hầu hạ chăm lo, ai mua bầu cho tía nhậu. Tía, rót tía. Hai mình nghe. Cái chuyện rượu với mồi thì để đó tía lo. Tía còn ăn cơm được chưa húp súp mà lo gì con. Nhưng mà con ơi, nuôi con khôn lớn tía đâu mong gì con nuôi lại tía. Tía chỉ mong sao chuyện nợ duyên của con suôn sẻ tròn đạo làm lễ. Vợ nói phải nghe lời, bấy nhiêu đó thôi là tía đủ vui rồi. Người ta thường nói nhất nam mà là giết thủ, còn thật nữ thì giết vô. Nhưng con nào mà chẳng phải là con nuôi từ nhỏ ẵm trên tay, làm sao tía không thương cho được. Nay con của tía về làm rể, chỉ xui tía biết có được cưng chiều hay cực khổ lòng đông. Tía ơi, con thấy 200 con cũng mê lắm, mà con thấy rượu tía đưa con ngán quá tía ơi. Kệ lỡ rồi, hai cha con mình chơi luôn. Trời ơi, má ơi, nguyên ly. Thường nói nhất nam
giết thủ còn thập nữ giết vô. Nhưng mà có vợ rồi nó khó nhậu lắm con ơi. Nếu mà má vợ mày có quá khắt khe, con hãy vì thương vợ mà hết lòng chiều cho. Đi đứng hoàng thai nói năng cho lịch sự, kéo má vợ bay coi tao ứ có ra gì. Vô ngang, Nguyên Ly không té. Ngon. Tía ơi, trai lớn lên là dựng vợ, còn gái lớn lên là phải gả chồng. Con cũng biết vậy á, nhưng trong lòng nhiều lo sợ. Tía ơi, hai mươi mấy năm trời con sống im điềm bên tía, nay một phút xa rời, bao hình ảnh thân yêu về sống bên kẻ lạ người xa. Phần lo sợ, phần con thương nhớ tía. Tía ơi, cất khổ gian lao đến đâu con gánh chịu, nhưng biết phải làm sao những mai đuối trong đời. Tiếng ai nhậu giữa đêm thanh vắng, âm thanh nó rần, con thèm nhậu quá tía ơi. Tía ơi, đừng gả con xa qua cành đà đá, con thèm nhậu biết nhà tía đầu. Tía ơi, Mà ơi, con là thằng Hoài Dương. Con về đây thăm má nè má ơi. Má ơi, con nhớ khi xưa con về má kho cá cho con ăn. Bây giờ Má bỏ con đi rồi. Má ơi, ánh đèn phương xa đã làm cho con quên cây cầu. Quên cây cầu bắc qua Giang Đức. Quên nhịp tim già nua của má đang chồng. Quên ngọn đèn thêm rung sau mỗi chuyến con về. Dân má bước khó khăn trên nền đất, vậy mà má vẫn nhắc coi chừng té ngang con. Rồi một chiều con trở lại thăm quê, tìm mỏi mắt bóng má không thấy nữa. Góc chiều nay có thấm thêm gì mặt khi nước mắt còn rớt xuống chân cầu. Năm đó đất nước chia đôi, bánh rình bên cầu, má trong buông chàng đứa cùng dõi ra sông, như muốn dặn dò đây gốc quê hương. Sông đốc chảy trong tim còn một ngã về nước mặn tình thâm. Sông đốc chiều nay có thấm thêm gì mặn khi nước mắt còn rớt xuống chân cầu. Má ơi, con trở về đây thăm má thì má đã trốn đời vĩnh viễn xa con. Con quỳ xuống đây xin má tha tội, con sẽ trọn đời ghi mãi thầm ân. Dạ cảm ơn, cảm ơn anh Bảy, anh Thịnh đã gửi tặng cho Hoài Dương. Nữa hả? Hồi nãy tặng trăm giờ tặng nữa hả? Rồi cảm ơn anh Bảy.